Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình đi solo squad đây lâu rồi mình không có chơi solo squad. Dạo này dịch bệnh quá chứ thời gian mình khá là bận nên mình ít làm clip, anh em thông cảm nha. Đường ba này tại dáng này sương mù luôn anh em, chưa thấy ai luôn nha, à đây hai con hàng đây rồi, xuống lẹ nào, chưa súng luôn này, rồi bạn trẻ rồi, có 8 cái bison này đây, rồi nó luôn. Dạo này bố chinh chi thấy nghèo hắn ra nè, mấy em đất mùa trước thì còn khá khá giàu giàu, bây giờ vô trên kia nhiều quá. À bên này có tiếng lục cục, à đây con hàng đây rồi, à, làm gì đây, chưa có giáp để vô đây, lúc cái giáp đã rồi qua đây thì bớt nó thục một phát rồi, đau bụng rồi. Rồi bạn trẻ rồi, lướt thêm cái Uzi đã gặp gặp hả, bạn trẻ đâu đây đây, gấp thủ à đâu đây, à đứng đấy, đi đâu đi lập cục này, à có con bot bên này, à nhớ mình thấy hai cánh vụ ở đây, hôm nay bot đây là giáo bot đây, bây giờ mấy bạn trẻ nguy hiểm quá, chưa thấy này, rồi rồi để qua à đây thằng người chứ bot gì, à thằng này thằng người, à ở đây à có thằng lần tới này, à chạy chạy chăm sóc lọ, cầm đi đâu bạn, à một thằng bên phải, nhà bên phải ở đây, thằng này núp núp này, một thằng cái gì núp núp, à ui ui ơi tưởng nó bắn mình rồi, mình chọi à, thằng này, à thằng này thì ra boss này, thằng boss một thằng boss một thằng boss một thằng nóc một thằng trên nhà, cầm đó đâu ta, bò về à, không cứu hay gì đây, à đây nó đang bò tới cầu thang kìa anh em, bò này ơi, nhấn nóc à, à chưa liên, à đây còn bò nhéo nhéo này đi đâu đây, tôi chỉ ở đây mà bạn, này này kiếm cái kè chạy kè đi coi, chưa thấy ai này, mắt sương mù đi lên gò này theo mấy thằng này đốc đốc, sương mù này làm khó dễ nè anh em, đầu mở lia nhanh thế, qua bên chung cư này có không, thường thường chung cư này đông lắm mà bữa nay sao thế xỉu, không thấy ai luôn này, chả hiểu nó trốn đi đâu quá. À có thính này, ngon cơm này, đây đây cái thính này rồi, à không ai lút luôn, à đi lại lút luôn, một ca cái nào, ca quốc gia nào, xà mót đã nghi lễ đầu tiên thì chúng ta phải xà mót đã, đỡ có tiền nào nó lại ré được, à đây một ca luôn này, cái kỳ được đó luôn anh em ơi, má một ca chứ bị giòn, má một combo rất là quái dị luôn anh em, do người sao bắn giáp ba nó như không thấm, nó bắn lâu lắm, à sương mù dày lên này, ở đây sương mù càng dày nhiều khi tim nó chạy chứ mà mình cũng không thấy đường được, khó khăn, à đây để mình chạy qua chung cư cái đã, mình đảo hết vòng mà mình chưa thấy đảo chờ, để mình chạy lại chung cư đó coi có ai không, thường thường sương mù này hay về chung cư lắm, chưa nghe chưa thấy gì hết, hello hello và đầu phục cơ nghèo quá, thằng bảy có thắng được viên này, ở đây làm gì thế, ơ à, kìa cái comment, à một chiếc bất kia chạy lại, à giờ thấy chắc có một team mà, hay là đồng đội nó đây, không phải đồng đội rồi anh em ơi, đây một thằng nóc đây,
đây đâu đây, vậy là team nó lại là Billy rồi, một thằng trên cầu thang đi xuống nữa. Rồi chạy ra, chạy ra thằng ngốc này, chạy ra coi này không, một thằng ngốc rồi, thằng phải đi chút chạy ra, chạy ra đây yếu này. Thơm thơm. Ý, con này chơi con nhỉ, đúng rồi đó. Đi chơi này, à đây. Dòng nó mày dòng. Dòng đi, mày dòng đi. Mày dòng tao gạt mày đâu đó, mày dòng đi, chạy đây. Chạy hả, chạy. Chạy. Tớ kìa, tớ kìa. Tớ kìa đục luôn à. Làm kịp cá mình. Tưởng thế chặt nữa chứ. Vào rồi, vào rồi. Team nó là đủ đồ luôn ấy. Lút cái đã. Ừ, thằng này như có cái tính nó mới bắn mình như chưa lúc này nè mày. Lên này coi cái tính nó đâu à, đâu. Con boss đâu đây à? Đây là thằng cái boss à. Nãy giờ mình không nghe tiếng con boss. Thằng này mất mạnh ta. Nó có con boss mà xếp hết trơn mang đạn 75 viên. À đâu đây? Lút đồ này. Này thì lút đồ thôi, đi lên lút cái thính đó anh em. Coi còn cái gì trên này không. À bên ngoài còn một thằng nữa này. Gánh con này đâu đây. À thì ra là thằng boss rồi. À cái thính có MK. Thằng này chạy lên trên nữa à. Không thấy ta. Đâu nhỉ. À, thằng này chạy lên trên mà. À đây. Con boss chạy nhanh thế. Mình lại đây lại mình nút cái cây MG3 đây. Cho nó nhiều đạn nào chứ cầm cây 14 không MK này khá là ít đạn khó bắn. Để mình thay đạn cái mình đi luôn nè anh em. Còn 5 người nữa thôi, hết rồi. Cái bo này về đâu đây? Thấm mình chết là da luôn em à. Giờ tí mình đổi xe cái đã. Bo này về chết là da luôn em. Đấy quên cầu bắt đầu. Lần lại hiểu bo về chết là da. Đấy sư phụ với ta ở đây. Mình vừa thấy một chiếc SWAT chạy về hướng cái thính này. Không biết cái thính này đâu ta, không không lẽ nó nằm trên núi hay là đâu mà người cuộn thôi. Nó chạy chạy đổ tiêu rồi. Chắc nó chạy bên bên trước rồi. Ôi kìa. Cái thằng cái kế đóng gom này để nghỉ thiết kế cái chỗ khác nha. Chỗ người ta chạy xe cái để đóng gom đó. À đây có chiếc bất kỳ này. Chiếc bất kỳ này không có xe bon đâu nè. À thằng cánh con. Có chạy ra đây không? À chạy đi luôn rồi. Rồi lấy xe chạy qua bên kia dòng đó nha mày. Bò không biết ở đâu đây. Mày nè, ơ kìa kìa. Ơ con rất chung nhạc, ơ shit. Rồi bể bánh sau bên phải anh em mày. Toàn nè, ê ê ê ê. Làm gì căng như bạn trẻ. Tôi đi lút dạo lấy thính thôi mà xé dữ vậy. Nhẹ nhẹ thôi, ê đừng thấy tôi nha. Ui 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 ui. Vừa phải thôi chứ. Tôi có lút cái thính đâu mà ông bắn tôi dữ vậy. Nhẹ nhàng nào, nhẹ nhàng tình cảm nào. Để vô đây tôi uống một ngụm trà cái đá. Làm gì căng, à qua đây có một bình thuốc không này. Lút thêm tí đạn này. À hai thằng trên nóc nhà ngoài bệnh viện nó bắn cái thằng bên kia. Còn 6 thằng chắc có lẽ là 2 team. Gần con ở đâu? Mày lũ cái đầu mày ở đây. Không thấy này, không thấy này. Nó núp vô đâu rồi. Nó chưa bắn đã núp không ạ. À, lấy bất kỳ đẩy qua đây à. Được, được, được. Đâu rồi, đâu rồi. Một thằng à. Được đấy. Thằng gánh con này không báo cao trộn đấy. Mày hổ áo đi. Mày đâu rồi con trai.
Rồi, đi lên sân thượng nè. À đây nó rớt mà. Ôi ơi nè. Ghê vậy. Quái nọ nó chọn thêm cái lựu đạn nữa. Ôi té 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 thôi, đây mà té té thôi. Con này nhảy qua luôn nè. Ôi ghê vậy. Một thằng nó đẩy mình luôn. Mày đẩy ai? M4 mà đấu với MK14 à. Nghĩ có số 4 là tao sợ mà chắc. Lại đây, lại đây. Mày lại đây. Ơ này. Chỗ trên mà lửa cháy luôn. À, một pha trên một pha chỗ lửa đi vào lòng đất luôn anh em. Tính nói. Tính nói trên lửa rồi đấy. Thằng ganh con này làm ghê đi. Mày chạy xuống đây. À, xong mót làm xuống đây. Xuống đây, xuống đây. Báo ghê đấy. Được được, anh thích. Mày chạy xuống đây. Tao đang thay đạn này, mày chạy xuống đây đi. À thằng này nó nhảy cửa sổ rồi. Mày chạy vào đây. Gặp cái cây M4 hoặc cái AK là lụm với nó rồi. Má thằng này hổ báo thôi anh em ơi. Cái cây MG3 thì bắn nhanh chip. Phê phê phê, ok luôn, lút sát mày luôn. Này thì hổ báo, bỏ tạc hổ báo. Đủ cầm AK M4 rồi lấy cấp 8 á. Ganh con rồi. Bo gần vô rồi. Thôi mình đi vô bo trước đây anh em ơi. Còn 4 thằng nữa. Không biết có chung đồng đội team với bên kia không hay là team lẻ đây, chả biết nữa. À, cảnh giác là an toàn. Gần cuối bo rồi. À có cái thính bên phải này. À đây thằng này. Mày bắn ai? Rồi gặp cầm MK, gặp cầm M4 nó toan chứ nó bắn đau ghê hồn chứ. Mày chạy đi đâu? Bò về, chắc mày bò về chứ dễ gì. À đây. Mới đây bò về đó cứu hả? Mẹ chứ. Trời trên hết mà có đó không? Chắc mà nó tìm nó. Bốn thằng nó chắc tìm nó đó. Đâu rồi, đâu rồi, bên con này. À đồng đội nó đi qua thêm hai tiếng bước chân nè. Để qua đây đi, để qua đây đi, để qua đây chơi luôn rồi kết thúc luôn nè. Lên nóc nhà nữa được. Ôi ôi nó trời luôn, đạn qua luôn. Ơ à, thằng này mình định mèo quên chốt à. Bốn thằng đẩy qua đây luôn đi chứ còn đợi gì nữa. Bốn thằng không lẽ mà đợi thủ nhà. Một chơi bốn sao chơi. Nào ta. Hết net luôn này. Còn smoke chứ flash. À hai thằng bên nhà đối diện bên phải à. Được. Mày núp đi, mày núp ở đó đi. Rồi mày sẽ chờ chết. Một là mày chết, hai là tao chết. Ôi cho nét kìa. Ờ này chung tim hả? Khác tim chắc khác tim quá. Khác tim mấy chỗ nét kia hồn chứ. Uống nước đã. Rồi không làm gì. Còn năm mình nước uống hết luôn chứ. Cái chậu ở nhà bên kia kìa. À mưa xuống luôn. Mưa xuống rồi như chưa có sông bù. À đây. Bạn chế đi đâu đi? Hai bạn luôn này. Gìn mò ai? Ở đây là ở trong bò, bạn gìn mò ai ở đây? Nó không có trái nét tức ghê em. Giờ này mà có trái nét là ném. À nằm một thằng, nằm một thằng đi à. Được. Nằm này. Nằm. Bò vô đi. Bạn bò vô đi. Bạn khỏi bò nữa. Này thì núp. Mắng DB à, DB cũng đau lắm đấy. À bên trong nhà này còn một thằng nữa. À nó đi lên lầu này. Vậy là team nó team 4 đủ luôn. Giờ chỉ còn 3 thôi, gạt một rồi. À một thằng chạy ra xin này. Hỗ trợ gặm nó làm giúp cá mình. Một thằng còn áo xanh.
leo vô một thằng chạy sao ngó 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 yếu này yếu này, bắn vô giò nó không à, cái đậu phụ thiệt chứ. À một thằng dòng ở bên phải được qua bên kia đi. Ừ đúng rồi, đúng kịch bản rồi đấy. Nhảy nhảy bắn nhảy đi, thằng người gánh con đấy. Ok lê luôn anh em ơi. Nếu các bạn thấy hay hãy nhấn like và subscribe channel của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Bye bye. Đó, xây MK tuyệt đỉnh luôn.